chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những cập nhật mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc siêu anh hùng, anh Nguyễn Đức Chính nhảy xuống sông từ độ cao 30 m cứu nữ sinh đang chới với giữa dòng nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho anh Nguyễn Đức Chính về hành động dũng cảm cứu người. Dũng cảm cứu người trên sông Ninh Cơ, anh Nguyễn Đức Chính nhận bằng khen của Thủ tướng. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Đức Chính, sinh năm 1994, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, hiện làm việc tại công ty cổ phần may Sông Hồng, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên sông Ninh Cơ, đoạn qua huyện Hải Hậu, vào ngày 9 tháng 4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương khen ngợi anh Nguyễn Đức Chính có hành động dũng cảm cứu người. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính. Khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30 m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chới với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn. Vào sáng ngày 12 tháng 4 nhằm nêu cao tinh thần tấm gương người tốt việc tốt, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn Bùi Quang Huy vừa ký quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm. Quyết định đã được ký ngay vào chiều muộn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã biểu dương hành động cứu giúp người gặp nạn của anh Nguyễn Đức Chính, nhấn mạnh vì không quản hiểm nguy của bản thân, kịp thời nhảy xuống cứu người đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần vì cộng đồng, sống có trách nhiệm, được nhân dân cảm phục trân trọng. Anh Nguyễn Đức chính là tấm gương dũng cảm để các bạn trẻ học tập noi theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị chính quyền địa phương, đoàn thanh niên tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước theo tấm gương dũng cảm của anh Nguyễn Đức Chính để ngày càng có nhiều điển hình người tốt, việc tốt giúp ích cho cộng đồng xã hội cùng với đó anh nguyễn đức chính đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm anh nguyễn đức chính ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh nam định và ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh nam định đã tặng bằng khen và biểu dương anh nguyễn đức chính chia sẻ khi thấy người gặp nạn đang chới với giữa dòng nước tôi không suy nghĩ mà ngay lập tức nhảy ngay xuống sông để cứu người đây là việc làm hết sức bình thường. Tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy sự việc cũng sẽ làm như tôi. Và nếu gặp lại tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Từ chân dung anh Nguyễn Đức Chính, chủ tịch nước mong muốn qua đó lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương dũng cảm cứu người để ngày càng có thêm những hành động đẹp, những việc làm thiết thực và những tấm gương sáng giúp cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Thanh niên chính X Nam Định dũng cảm nhảy cầu 30m cứu bé gái, từng là lính hải quân, ám ảnh câu hỏi sao chú cứu cháu. Quý vị thân mến, sau khi vụ việc siêu anh hùng anh Nguyễn Đức Chính nhảy xuống sông từ độ cao 30m cứu nữ sinh đang chới với giữa dòng nước, đã có hàng trăm lời bình luận chia sẻ về hành động dũng cảm của anh. hiếm có ai có đủ dũng cảm để nhảy xuống sông khi đang cách 30m trong hoàn cảnh này. Đáng chú ý, anh đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi vụ việc diễn ra. Theo đó, anh cho biết vẫn đang ám ảnh về câu nói sao chú cứu cháu của nữ sinh sau khi được cứu. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ một clip nam thanh niên nhảy từ trên cầu Thịnh Long cao 30m xuống sông Ninh Cơ, Nam Định, cứu một nữ sinh đang chới với giữa dòng nước. Thanh niên trong clip là anh Nguyễn Đức Chính sinh năm 1994, trú tại khu 8 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chính đang là công nhân may của một công ty trên địa bàn huyện. Chủ tịch nước và Thủ tướng Biểu Dương khen ngợi về hành động dũng cảm xả thân cứu người của anh Chính. Nam công nhân cho biết, sau hôm cứu nữ sinh về nhà do quá mệt nên anh nghỉ ngơi luôn, anh Chính cũng không có thời gian lên mạng xã hội, càng không biết mình trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Anh chính mỉm cười chia sẻ, tôi thấy vui nhưng cũng hơi ngại. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mà có khả năng thì đều sẽ giúp thôi. Mình làm vì lương tâm chứ không phải vì danh xưng người hùng hay anh hùng gì cả. Cứu được người là tôi vui rồi. Bản thân không phải là người sợ độ cao, nhưng khi nhảy từ thành cầu xuống mặt nước, anh chính cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Anh chính kể, khi nhảy xuống sông, hai chân tôi không chạm đáy, phải mất vài giây tôi mới ngoi lên được mặt nước. Lúc tới gần cô bé đã uống khá nhiều nước, người mềm nhũng và có biểu hiện sắp chìm. Tôi dùng tay túm quàng vào cổ để kéo nữ sinh bơi vào bờ. Từ trên cầu nhìn xuống mặt sông có vẻ khá êm, nhưng khi bơi mới cảm nhận được độ chảy xiết của dòng nước. Trước đây anh chính từng đi bộ đội, nhà gần sông nên cũng có kinh nghiệm bơi lội. Tuy vậy, để đưa được nạn nhân vào bờ, anh chính cũng gần đuối sức. Anh chính cho biết thêm, trước đây anh từng đi bộ đội hải quân, nhà gần sông nên cũng có kinh nghiệm bơi lội. Theo lời anh chính, khi đang đưa cháu bé vào bờ thì cháu hỏi, sao chú lại cứu cháu? Câu hỏi đó thực sự ám ảnh anh khi cô bé mới chỉ lớp 8, đang tuổi hồn nhiên mà đã phải nghỉ quẩn như vậy. Cháu bé chia sẻ với anh rằng bố mẹ cháu ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới và hạnh phúc riêng. Bé gái lại vừa trải qua kỳ thi có điểm không tốt, sợ về nhà bị gì mắng nên đã nghỉ quẩn làm liều như vậy lúc bấy giờ mọi người trên cầu cũng thở vào nhẹ nhõm ai nấy đều vui mừng khi cả nạn nhân và người cứu đều bình yên vô sự vừa lên bờ chính nằm gục xuống bãi cỏ ven sông mặt nhợt nhạt chân tay mỏi nhừ thở gấp nam thanh niên nhớ lại lúc bấy giờ nữ sinh còn có thể đứng nhưng tôi thật sự không còn đủ sức để ngồi chưa nói gì đến việc nói chuyện sau khi cứu được cháu bé chàng công nhân công ty may mệt quá nên đi về nhà nghỉ ngơi ngay cũng do hôm qua mệt quá không có thời gian lên mạng xã hội nên anh không hề biết rằng mình đã trở thành người hùng trong mắt mọi người nhờ đoạn clip cứu người trên. Hành động dũng cảm của anh chính đã nhận về cơn mưa lời khen tặng từ cư dân mạng, hàng chục nghìn lượt bình luận bày tỏ cảm xúc và chia sẻ đoạn clip cứu người, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi hành động của chàng trai chính X. Tấm gương này cần được lan tỏa, chúc cháu mạnh khỏe, rất xứng đáng thanh niên dũng cảm, đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng xứng đáng lan tỏa thật nhiều. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng khi thời gian gần đây, nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do các cháu nhỏ gặp áp lực trong việc học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn anh Chính, các cháu hành động dại dột quá, các cháu phải hiểu rằng sinh mạng mình thật đáng quý, hãy sống cho xứng đáng, đừng chết một cái chết vô nghĩa và lãng xẹt như thế sau sự việc gia đình nữ sinh cũng tìm đến nhà chính để cảm ơn vì hành động dũng cảm của anh gia đình nữ sinh gửi phong bì để cảm ơn nhưng anh từ chối nhận hôm sau mặc dù vẫn rất mệt nhưng anh cũng sang thăm hỏi động viên tinh thần nữ sinh anh chính tâm sự bản thân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay mong cầu giúp người ta sẽ được giúp lại việc này đơn giản xuất phát từ tình thương hành động cứu người của anh chính thực sự đáng trân trọng là người lao động rất đổi bình thường nhưng những việc làm của anh không phải ai cũng muốn làm và dám làm. Sự xả thân và lòng trắc ẩn của anh đã tỏa sáng đúng thời điểm đã cứu được mạng người. Quý vị thân mến, cứu một mạng người hơn say 7 tòa tháp. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước hành động xả thân cứu người của anh Chính. Xin cảm ơn anh Hùng với hành động hiệp nghĩa những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh báo dân việt xin kính chào và hẹn gặp lại